Cho đời nợ lộc lần thứ 22 là già từ gây quỹ của gia đình bác ái Phaolô nhằm giúp người nghèo đói, già nua bệnh tật cứu sống thai nhi, trẻ em mồ côi bại liệt ưng bướu, mù lòa nhiễm sida, người dân tộc thiểu số bị phong cùi vùng sâu xa, xây nhà tình thương, đào giếng giúp các em nghèo hiếu học, dạ tiệc tổ chức lúc 6 giờ thứ 6 ngày 15 tháng 6 2018 tại nhà hàng Seafood Palace, số 6731 Westminster Boulevard, điện thoại 714-379-2338. Vé có bán tại nhà sách Tú Quỳnh, Bích Thu Vân, Bonsa Tickets. Ban tổ chức 714-230-9443, 714-622-8963. Trân trọng kính mời.